Vâng, xin kính chào quý anh chị. Thì để quý anh chị chờ đã lâu rồi thì em xin phép một chút ít phút thời gian nữa thôi, chúng ta sẽ bắt đầu ngay buổi livestream giới thiệu về giải pháp quản lý nội dung từ xa 4.0 trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Và không biết quý anh chị có nghe rõ em nói gì không ạ? Đã, chị Trân có thể confirm giúp em là mình có nghe rõ em nói không chị Trân? Ừ, chị nghe rõ Cường ơi, em nghe rõ chị nói không? Dạ vâng, em nghe rõ chị nói. Và hiện tại thì thời điểm cũng đã tới, đã là 15 giờ 30 phút rồi. Và em xin phép bắt đầu luôn buổi livestream giới thiệu về giải pháp quản lý nội dung từ xa 4.0 trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng. Và kính chào quý vị, tôi là Đình Cường thuộc Bộ phận Phát triển Công nghệ Công ty Truyền thông Tùng Việt. Và ngày hôm nay đồng hành với tôi là chị Ngọc Trân. Và chúng tôi sẽ chia sẻ về một giải pháp dành cho tất cả những ngân hàng trên cả nước. Và giải pháp chúng tôi chia sẻ ở đây là gì ạ? Đó chính là Digital Signage, giải pháp truyền thông nội bộ, giải pháp quản lý từ nội dung từ xa 4.0 trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý vị nữa, tôi xin mời chị Trân sẽ giới thiệu về giải pháp này đối với anh chị. Vâng, xin kính chào tất cả các anh chị ạ. Đã có mặt trong buổi livestream ngày hôm nay của chúng tôi với chuyên đề là tìm hiểu về giải pháp quản lý từ xa 4.0, những lợi ích của nó như thế nào đối với lĩnh vực tài chính ngân hàng của chúng ta. Vâng, trước khi chúng tôi bắt đầu thì giờ chúng tôi cũng muốn xin giới thiệu đó là hiện tại thì công ty truyền thông Tùng Việt chúng tôi đang là một chuỗi livestream như thế này để giới thiệu về lợi ích của giải pháp quản lý nội dung từ xa cho tất cả các cái lĩnh vực hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Với khung giờ là 15 giờ 30 vào thứ hai và thứ năm hàng tuần thì chúng tôi sẽ có những cái buổi livestream như thế này để giới thiệu đến cho các anh chị về lợi ích của giải pháp này. Và ngày hôm nay thì tôi rất vui vì mình được ở đây để giới thiệu đến cho các anh chị về lợi ích của giải pháp quản lý từ xa 4.0 trong lĩnh vực tài chính ngân hàng của mình như thế nào ạ. Vâng. Với kinh nghiệm là 16 năm chúng tôi hoạt động trong các cái lĩnh vực đó là cung cấp tư vấn các cái giải pháp, các cái thiết bị công nghệ tương tác hiển thị tại Việt Nam, chúng tôi đã có rất là nhiều cơ hội được làm việc với rất nhiều công ty đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau. Và đặc biệt là trong thời gian qua chúng tôi rất vui vì đã có cơ hội được cộng tác với nhiều ngân hàng lớn tại Việt Nam, và những cái giải pháp, những cái thiết bị của chúng tôi đưa đến cho quý ngân hàng thì đều được quý ngân hàng rất là đón nhận. Đó là một cái niềm rất là vinh dự đối với công ty Tùng Việt chúng tôi ạ. Và một trong những giải pháp mà chúng tôi đã giới thiệu đến cho quý ngân hàng trong thời gian qua đó là giải pháp quản lý nội dung từ xa 4.0 ạ. Và cái giải pháp này nó có gì đặc biệt? Giải pháp này chúng tôi muốn mang đến cho quý ngân hàng một cái công cụ để quý ngân hàng có thể là hoàn thiện hơn trong quá trình marketing của mình, để giúp cho cái việc tiếp cận khách hàng được dễ dàng hơn, được nhanh chóng hơn, phù hợp với lại cái xu hướng số hóa hiện nay, để cho mình nâng cao được cái hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như là nâng cao được cái thương hiệu cho quý ngân hàng trong lòng của khách hàng ạ. Vâng, trước khi mà chúng tôi giới thiệu đến cho khách hàng, đến cho quý anh chị về cái giải pháp này thì chúng ta hãy cùng nhau đi qua một tí xíu về những cái xu hướng chuyển đổi quảng cáo tại các cái sàn giao dịch ngân hàng nhé. Vâng, thưa các anh chị, là những người một trong những công ty mà đi đầu trong các cái lĩnh vực về tư vấn giải pháp thì chúng tôi hiểu được rằng trong những năm trở lại đây thì các doanh nghiệp tài chính nói chung và quỹ ngân hàng nói riêng đã phải nỗ lực rất là nhiều trong cái công cuộc số hóa. Cái cụm từ mà ngân hàng số được chúng ta lặp đi lặp lại rất là nhiều trong nhiều năm nay, vì chúng ta mong muốn rằng là sẽ nâng cao cái chất lượng sản phẩm dịch vụ của mình để cung cấp cho khách hàng những cái sản phẩm tốt nhất phù hợp với lại công nghệ số hóa hiện nay, đúng không ạ? Cụ thể là điển hình như là hiện nay thì là một trong những khách hàng và được hưởng những cái lợi ích của cái việc số hóa này thì tôi có thể là dễ dàng ngồi tại bất cứ nơi nào, chỉ cần có mạng internet thì tôi sẽ dễ dàng mình có thể là thực hiện các cái giao dịch tiền tệ của mình. Và đối với tôi thì tôi biết được rằng đó là một cái nỗ lực rất là lớn của quý ngân hàng trong thời gian qua. Và
Tôi cũng biết được rằng cái việc xây dựng thương hiệu của một ngân hàng nó phải kéo dài cả là phải tính từ hàng hàng năm chứ không phải là 1-2 năm. Và một trong những cái điểm để giúp cho các ngân hàng xây dựng được cái thương hiệu của mình đó chính là tại các cái điểm sàn giao dịch của mình, nơi mà hàng ngày có rất là nhiều khách hàng đến đây để giao dịch. Chính vì vậy cho nên là những năm trở lại đây thì quý ngân hàng cũng đã phải nỗ lực rất là nhiều trong việc thay đổi hình ảnh, thay đổi diện mạo của mình tại các cái sàn giao dịch để biến các cái sàn giao dịch của mình trở nên hiện đại hơn, trở nên đó là một nơi tiện nghi, tiện ích và khách hàng đến đó giao dịch sẽ có cảm giác thoải mái nhất, đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên là chúng tôi mới tâm huyết và muốn giới thiệu đến cho các quý ngân hàng về cái giải pháp này của chúng tôi, với cái mong muốn rằng sẽ góp một phần nhỏ để giúp cho quý ngân hàng có thể là hoàn thiện hơn cái sàn giao dịch hiện đại của mình. Vâng, và xu hướng quảng cáo tại các cái sàn giao dịch thì chúng ta có thể kể đến đó là những cái đó là hình thức mà chúng ta sẽ dùng standee hoặc là banner bằng giấy ở cái thời mà rất là lâu rồi chúng ta hay sử dụng và hiện tại thì chúng ta cũng vẫn còn sử dụng nhưng mà với số lượng thì ít hơn. Lợi ích của nó mang lại thì nó rất lớn rồi nhưng mà nó cũng có những cái nhược điểm như là về cái phần nội dung á, nó không có được bắt mắt nhu cầu của khách hàng hiện tại nữa, và hàng năm thì chúng ta sẽ phải thay đổi rất rất là nhiều lần đối với lĩnh vực ngân hàng, đúng không ạ? Bởi vì sản phẩm của chúng ta thì nó thay đổi hàng hàng ngày. Tôi biết được điều đó, cứ tháng này thì tôi sẽ thấy ra ngân hàng sẽ ra một cái sản phẩm mới, và mỗi lần chúng ta thay đổi như vậy thì chúng ta sẽ phải tốn rất là nhiều tiền để cho cái việc mà chúng ta in ấn lại hoặc là chúng ta phát hành lại những cái mẫu banner đó, thì nó sẽ rất là lãng phí cho chúng ta. Và ví dụ như những cái mà bảng lãi suất bằng Mica chúng ta đặt ở đằng trước cái cửa hàng, đằng trước phòng giao dịch cũng vậy, thì tuy là nó sẽ dễ dàng trong việc thay đổi số lãi suất đó nhưng mà thì hiện tại thì nó cũng không không có còn là cái mà chúng ta có thể nó không còn tiện ích cho chúng ta trong thời gian này nữa. Chính vì vậy cho nên là tôi biết được là một số ngân hàng và rất rất nhiều ngân hàng đã bắt đầu thay đổi chuyển dịch những cái banner, thay đổi những cái banner này bằng những cái TV hoặc là những cái màn hình quảng cáo chuyên dụng trong những năm gần đây. Với lợi ích là nó sẽ mang lại cho mình cái cảm giác là nó sang trọng, nó hiện đại hơn và cái chất lượng hình ảnh trình chiếu thì nó cũng rất là tốt hơn, nó bắt mắt người tiêu dùng hơn và chúng ta có thể là giới thiệu được nhiều cái sản phẩm dịch vụ đến với khách hàng mà chúng ta không cần phải in ấn thay đổi mà chỉ cần trên một cái màn hình thôi thì chúng ta có thể làm được điều đó. Tuy nhiên thì với cái đặc tính của ngân hàng đó là có tính bảo mật cao cho nên là tôi biết được rằng là các anh chị đang sử dụng cái hình thức TV hoặc là màn hình này thông qua là cái việc mình sử dụng mạng nội bộ, đúng không? Mình sẽ truyền tải những cái thông tin lên trên trên cái những cái màn hình này, những cái màn hình này nó đóng vai trò như là những cái màn hình vi tính lớn. Và tuy là nó có những cái ưu điểm hơn so với hình thức trước nhưng mà cái hình thức này thì trong quá trình mà chúng tôi thực hiện và làm việc tiếp xúc với nhiều ngân hàng thì chúng tôi cũng được các anh chị chia sẻ rằng các anh chị cũng đang gặp những cái nhược điểm về cái hình thức này, đó là các anh chị mỗi lần thay đổi thông tin thì phải thay đổi thủ công trên từng cái màn hình, chứ chúng ta không có thể nào mà thay 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 chưa chưa thể nào mà thay đổi đồng loạt trên tất cả các màn hình được. Cái thứ nhất, cái thứ hai là nó cũng đang bị giới hạn bởi cái nội dung mà chúng ta đang muốn truyền tải. Chúng ta chỉ có thể là truyền tải một nội dung duy nhất trên full một màn hình thôi chứ nó không có chia thành nhiều cái nội dung nhỏ được. Và đối với một cái thương hiệu mà chúng ta muốn xây dựng hướng tới cái sự tiện ích, tiện lợi và chuyên nghiệp đồng bộ trên toàn hệ thống thì cái hình thức này vẫn với những cái nhược điểm này thì các anh chị đang gặp phải thì các anh chị cũng chưa có ưng ý lắm với lại cái loại hình quảng cáo này. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi ở đây thì chúng tôi muốn giới thiệu đến các anh chị một cái giải pháp để mình khắc phục những cái nhược điểm đang còn mắc phải, đó chính là giải pháp quản lý nội dung từ xa. Vâng. Với cái giải pháp này thì chúng tôi cam kết với các doanh nghiệp hoặc là với quý ngân hàng mà chúng tôi cung cấp, đó là
chúng tôi cam kết được rằng là các anh chị sẽ dễ dàng quản lý được các nội dung truyền tải một cách từ xa xuống với khách hàng của mình, xuống với nhân viên của mình, nhằm nâng cao cái thương hiệu, thúc đẩy cái doanh số bán hàng, gắn kết khách hàng với mạng ngân hàng hơn, và tiến xa hơn nữa đó là xây dựng cái văn hóa ngân hàng một cách chuyên nghiệp hơn. Và tại sao cái giải pháp này có thể làm được những điều đó ạ? Bởi vì nó có những cái tính năng như sau. Thứ nhất, đó là tính năng về hiển thị. Thay vì cái lỗi hiển thị là chúng ta chỉ có thể hiển thị một nội dung duy nhất trên toàn cái màn hình như những cái hình thức trước, thì với cái giải pháp này của chúng tôi, thì chúng tôi khi chúng tôi kết hợp với lại cái thiết bị màn hình, thì chúng tôi có thể là chia nhỏ ra thành nhiều cái khu vực trên cái màn hình đó để có thể giới thiệu cùng một lúc rất là nhiều nội dung. Ví dụ như là từ nội dung về hình ảnh nè, nội dung video, đó là những cái gì nó quá thông thường rồi, thì giải pháp của chúng tôi cũng có thể là tích hợp trực tiếp với lại website của ngân hàng. Nói chung là chúng tôi sẽ tích hợp trực tiếp với lại internet được. Và chúng ta có thể phát được những cái chương trình livestream trực tiếp. Thậm chí là như vậy, chúng ta có thể cập nhật được rất là dễ dàng những cái tin tức về thời gian, thời tiết, hoặc là những cái tin tức chứng khoán, những cái tin tức về lãi suất v.v. ngay trên cái màn hình đó. Và ngoài ra thì chúng ta còn còn cập nhật được là cả những cái định dạng như là Excel, Word, PowerPoint, PDF. Cái giải pháp của chúng tôi giúp hiển thị được tất cả những cái điều đó, và cái điều đó thì được tất cả các ngân hàng mà chúng tôi cung cấp đã cung cấp thì rất là hoan nghênh, bởi vì là họ đang cần một cái giải pháp như vậy. Và tất cả những cái này chúng ta đều có thể lập được cái kế hoạch phát trước. Chúng ta sẽ đảm bảo được cái việc là đúng ngày, đúng giờ, đúng thời điểm đó cái mẫu quảng cáo đó nó sẽ được phát, chứ chúng ta không có sợ cái tình trạng là bị chậm trễ, không đồng bộ giữa các chi nhánh như là lúc trước kia nữa. Và chúng ta sẽ dễ dàng update cái nội dung đó chính xác từng giờ luôn, chứ không từng giờ từng phút luôn ạ, chứ không phải là chỉ có là chính xác từng ngày hay gì. Cho nên là các anh chị sẽ dễ dàng cập nhật được những cái thông tin mới nhất, chính xác nhất đến cho khách hàng của mình. Và cái tất cả những cái việc này thì sẽ được quản lý, sẽ được theo dõi từ xa hết, chứ không cần là phải chi tiết đến từng màn hình như là những cái cách cũ. Và hình ảnh, chất lượng hình ảnh mà cho cái giải pháp này thì nó sẽ cho những cái chất lượng hình ảnh hiển thị rất là đẹp, rất là chuyên nghiệp. Và chính vì nó có rất là nhiều cái chức năng như thế, và cái nó có một cái chức năng mà tôi nghĩ rằng là các anh chị là ngân hàng sẽ rất là cảm thấy rất là thích, đó là giải pháp của chúng tôi nó có chức năng là chuyển đổi những cái mẫu quảng cáo phù hợp với lại người tiêu dùng. Ví dụ như là chúng ta thì có rất là nhiều các cái sản phẩm dịch vụ đúng mà, cho tất cả các loại mọi lứa tuổi luôn, và cái giải pháp của chúng tôi nó sẽ rất là thông minh, nó có thể là chuyển đổi đúng cái đối tượng, chuyển đổi mẫu quảng cáo đúng cái đối tượng mà nó cần tiếp cận tới. Thì tại sao nó có thể làm được điều đó thì tôi sẽ trình bày ở phía sau ạ. Vâng, và giải pháp của chúng tôi có rất là nhiều các chức năng tuyệt vời, cho nên là chắc chắn là cái lợi ích mà nó mang lại cho quý ngân hàng nó sẽ rất là nhiều, và chúng ta hãy cùng tìm hiểu về những lợi ích của giải pháp này mang lại nhé. Lợi ích thứ nhất mà chúng ta có thể nói đến đó là nó sẽ nâng cao hiệu quả marketing hơn. Vâng, chắc chắn rồi ạ. Với một cái mẫu quảng cáo thông thường full màn hình và một cái mẫu quảng cáo có rất nhiều mẫu quảng cáo trên cùng một cái màn hình để cho khách hàng có thể nhìn vào và xem được rất nhiều thông tin, thì khách hàng sẽ chú ý tới cái màn hình nào hơn ạ? Chắc chắn là sẽ chú ý tới cái màn hình mà sẽ hiển thị được rất nhiều thông tin đúng không ạ? Vâng, bởi vì cái thời đại công nghệ số này thì thông tin chính là tiền, và đặc biệt là liên quan tới vấn đề tài chính, vấn đề ngân hàng nữa, thì tiền đó là một cái vấn đề mà nó vô cùng nhạy cảm, và ai cũng mong muốn rằng với cái thời gian ngắn nhất có thể mình tới ngân hàng, mình có thể hiệu quả mình có thể hiệu quả hóa được cái nguồn tiền của mình đúng không? Vậy cho nên là khi mà ai mà nhận được nhiều thông tin thì họ sẽ có cơ hội để họ kiếm được nhiều tiền, và ai mà cho họ nhiều thông tin thì họ sẽ càng tin tưởng hơn. Đó là cái điều bình thường thôi ạ.
Và cái giải pháp của chúng tôi sẽ giúp cho quý ngân hàng có thể là cập nhật rất nhiều thông tin bổ ích cho khách hàng trên cùng một cái màn hình. Chúng ta sẽ dễ dàng cập nhật được cái bảng lãi suất mới, chúng ta sẽ dễ dàng cập nhật được cái tin tức về ngoại tệ, về cái tỷ giá hối đoái, vân vân, để giúp cho khách hàng có thể dễ dàng đưa ra những cái quyết định cho những cái giao dịch tiền tệ của mình. Và chúng ta cũng có thể là dễ dàng trình chiếu những cái chương trình tri ân khách hàng, những cái chương trình giảm giá khuyến mãi bất cứ khi nào mà chúng ta muốn, hoặc là chúng ta sẽ có được những cái video giới thiệu về cho khách hàng hiểu rõ hơn về các sản phẩm của mình. Vâng, tất cả thì chúng ta đều có thể thực hiện, và sẽ đưa được cái rất là nhiều nội dung trên cùng một lúc trên các màn hình này. Và cái nội dung này nó có một đặc điểm rằng nó sẽ là những cái nội dung mà được real-time luôn, chứ không phải là chúng ta cập nhật trước đây rồi sau đó mới phát lại. Chính vì vậy đây là một cái điều mà nó vô cùng cần thiết đối với ngành ngân hàng ạ. Nên chắc chắn cái hiệu quả marketing mang lại đến cho khách hàng nó sẽ cao hơn rất là nhiều so với cái hình thức trước. Và chính vì tăng hiệu quả marketing đến như vậy cho nên là sẽ tăng cái hiệu quả tiếp cận khách hàng. Điều đó là điều chắc chắn rồi ạ. Khách hàng khi mà họ nhận được rất là nhiều thông tin bổ ích chính xác thì họ sẽ rất là, và những thông tin này nó được up lên một cách công khai, nó được up lên một cách minh bạch thì sẽ tạo lòng tin đến cho khách hàng nhiều hơn, và khách hàng sẽ lựa chọn cái sản phẩm, cái dịch vụ của ngân hàng của bạn mà không cần phải ngần ngại. Và ngoài ra thì giải pháp của chúng tôi sẽ giúp tăng doanh thu, tăng cái khả năng tiếp cận khách hàng để cho các bạn hay là bán chéo những cái sản phẩm. Bởi vì hiện tại thì tôi được biết rằng các ngân hàng á, họ đang kết hợp với cái việc là bán những sản phẩm về bảo hiểm hoặc là những sản phẩm về bất động sản hoặc những sản phẩm khác chẳng hạn. Thì giải pháp của chúng tôi sẽ giúp cho nhân viên ngân hàng có thể dễ dàng tiếp cận với khách hàng để tăng cái khả năng bán những cái sản phẩm này. Và nhờ đó thì cái doanh thu của mình nó sẽ tăng lên. Hoặc là tùy vào cái cách mà bạn sử dụng, chúng ta có thể kết hợp sử dụng những cái màn hình tương tác thay vì cho màn hình quảng cáo bình thường, và ứng dụng với giải pháp của chúng tôi để chúng ta làm gia tăng những cái tiện ích cho khách hàng, ví dụ như là trong cái quá trình mà khách hàng mở thẻ, mở tài khoản vân vân, thì khách hàng sẽ tăng được cái sự tương tác ở trên những cái màn hình lớn hơn, sẽ giúp cho khách hàng dễ dàng thực hiện những cái thao tác đó hơn, thì nó cũng sẽ tăng cái chất lượng dịch vụ cho cái ngân hàng của mình. Thì khi mà khách hàng cảm thấy rằng à tới đây có quá nhiều cái tiện ích như vậy thì chắc chắn là sẽ thu hút khách hàng rất là nhiều. Và cái thời gian chờ đợi ạ, chúng ta sẽ dạ, chúng ở đây chúng tôi dùng cái từ giảm thời gian chờ đợi. Thực ra là không phải là giảm, nó nghĩa là rút ngắn từ 10 phút sang 15 phút. Rút ngắn từ 15 phút sang 10 phút. Không phải như vậy, nhưng mà ý nói rằng chúng tôi muốn cái giải pháp của chúng tôi sẽ giúp cho cái thời gian chờ đợi của khách hàng cũng là 15 phút đó, nhưng mà khách hàng sẽ cảm thấy rằng ô nó rất là ngắn và nó là 15 phút bổ ích. Bởi vì là khách hàng đến ngân hàng thì càng ngày càng nhiều, nhưng mà cái số lượng nhân viên phục vụ thì lại có hạn. Chính vì vậy chắc chắn rằng cái trong cái cảnh mà chờ đợi đó là cái cảnh đương nhiên khi mà chúng ta sẽ dễ dàng bắt gặp đến tận các ngân hàng rồi. Ngân hàng mà không có khách hàng chờ đợi thì có nghĩa là khách hàng họ không thích đến cái địa điểm giao dịch đó, thì điều này là mọi người không có ai mong muốn đúng không ạ? Nhưng mà cái giải pháp của chúng tôi sẽ giúp cho cái thời gian chờ đợi của khách hàng của bạn nó sẽ cảm thấy là thú vị hơn. Tại sao ạ? Vì là khách hàng có thể là chúng ta có thể kết hợp với rất nhiều các cái giải pháp đi kèm, ví dụ như là chúng ta sẽ thiết kế ra mini game hoặc là những cái chương trình đố vui trúng thưởng chẳng hạn, trúng thưởng bằng tiền tiền mặt hiện 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 kim luôn chẳng hạn, để kích thích khách hàng. Hoặc là khách hàng vì vì khách hàng đến với ngân hàng thì sẽ có rất là nhiều các cái nhóm đối tượng, có những người có thể là những người họ có thời gian rảnh rỗi hơn, ví dụ như những vai nội trợ, nhưng mà có những người thì họ là kế toán của công ty chẳng hạn, họ rất là bận, và cái khoảng thời gian này chờ đợi này thì nếu như chúng ta thiết kế được cho họ những cái chương trình hợp lý trên những cái màn hình thì sẽ giúp cho họ là sẽ
tiết kiệm được cái khoảng thời gian chờ đợi đó, họ có thể tận dụng để họ làm việc, họ có thể tận dụng để họ tìm hiểu thêm thông tin về tài chính chẳng hạn, thì sẽ giúp ích cho công việc của họ. Và tiếp theo là đó là cái lợi ích là tăng cái trải nghiệm khách hàng. Như nãy tôi đã chia sẻ, chúng ta có thể là kết hợp với rất là nhiều giải pháp như là tổ chức những cái show, game show hoặc những cái game show mà liên quan tới tài chính đó, hoặc là chúng ta sẽ làm cho khách hàng những cái không gian trải nghiệm sản phẩm ngay tại đó. Ví dụ như là chúng ta có thể giúp cho khách hàng dễ dàng tính toán là nếu mà bạn chơi cổ chơi chứng khoán đi thì với điều kiện thế này này thì bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền chẳng hạn, thì khách hàng sẽ rất là, với những cái trò chơi tương tác mà thực tế như vậy thì khách hàng sẽ rất là dễ mường tượng xem thử là ví dụ như mình có 100 triệu mình gửi tiết kiệm thì nó sẽ được bao nhiêu, số tiền sẽ được bao nhiêu sau một tháng chẳng hạn như vậy. Thì khi mà khách hàng thấy được những con số thực tế, có thể là tương tác những cái trò chơi thực tế như vậy, thì khách hàng sẽ càng kích thích hơn và kích thích cái việc là gửi tiết kiệm của khách hàng hơn chẳng hạn như thế. Hoặc là nhiều cái chương trình mà giúp cho chúng ta có thể thiết kế được nhiều cái chương trình để giúp gắn kết giữa mối liên hệ giữa khách hàng với lại ngân hàng hơn, giúp cho ngân hàng có thể hiểu được khách hàng cách nhiều hơn chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có dễ dàng thiết kế ra rất là nhiều các cái chương trình để tăng cái sự trải nghiệm của khách hàng. Và cái lợi ích tiếp theo mà giải pháp của chúng tôi mang lại đó là lợi ích về tiết kiệm chi phí. Như chúng tôi đã nói, ở những cái hình thức trước đây chúng ta dùng rất là nhiều giấy để cho chúng ta có thể là quảng cáo các cái sản phẩm dịch vụ của chúng ta, thì mỗi lần thay đổi như thế là chúng ta phải bỏ đi rất là nhiều giấy, và nó sẽ là một cái khoản chi phí mà phải nói là rất là lớn cho mỗi ngân hàng, bởi vì nó ngân hàng thì sẽ khác với lại những cái công ty khác. Tôi được biết rằng khi mà một cái sản phẩm dịch vụ của ngân hàng đưa ra thì sẽ có rất là nhiều các cái loại giấy tờ liên quan tới, ví dụ như là tờ rơi, tờ bướm về cái sản phẩm đó, hoặc là những cái banner nó to hơn, hoặc là những cái băng rôn vân vân và vân vân, thì chúng ta sẽ tiết kiệm được cái khoản đó rất là lớn, bởi vì trên cùng một thiết bị thì chúng ta sẽ truyền tải được rất nhiều thông tin, chúng ta đâu cần phải là in ấn lặp đi lặp lại, hoặc là chi phí về quản lý, chi phí về vận chuyển những cái đó đâu, đúng không ạ? Và đặc biệt hơn nữa là chúng ta tiết kiệm được thời gian, cái thời gian mới là cái quan trọng ạ, bởi vì trên toàn quốc thì chúng ta có rất là nhiều chi nhánh, và đôi lúc thì vì một cái lý do khách quan nào đó thì chúng ta sẽ phải chuyển những cái banner đó tới hơi 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 chậm so với chương trình chẳng hạn. Cái đó là cái điều mà chắc chắn là trong quá trình làm việc thì chúng ta sẽ phải gặp phải thôi, và cái điều đó thì cũng sẽ làm cho khách hàng cảm giác là ngân hàng này làm việc không có chuyên nghiệp, bữa nay ra cái chương trình này rồi mà không thấy cái gì liên quan tới chương trình này cả, hoặc là khách hàng cũng không biết được bữa nay ra có cái chương trình đó để tham gia chẳng hạn như vậy. Thì cái tiết kiệm thời gian ở đây, bởi vì cái giải pháp của chúng tôi là chúng ta có thể là update nội dung tức thì, cho nên là chắc chắn rằng là sẽ rất là tiết kiệm được về khoảng thời gian này, và nó còn tiết kiệm được không gian nữa. Trên cùng một màn hình chúng ta có thể truyền tải được rất là nhiều nội dung, thì các anh chị nghĩ xem mình sẽ tiết kiệm được không gian như thế nào ạ? Thay vì chúng ta phải dán chi chít bằng chúng ta phải gắn chi chít chằng chịt những cái banner, nó sẽ làm cho cái sàn giao dịch của chúng ta nó sẽ cảm thấy là nó rất là bình thường, nó không có cái gì gọi là sang trọng, không có gì gọi là đẳng cấp cả. Thì bây giờ thay vì đó là những cái màn hình, chúng ta vừa truyền tải được rất là nhiều nội dung mà chúng ta vừa làm cho cái sàn giao dịch của chúng ta nó trở nên hiện đại hơn, nó trở nên là sinh động và nó trở nên chuyên nghiệp hơn rất là nhiều, và chúng ta sẽ tiết kiệm được những cái không gian đó để chúng ta mở thêm nhiều quầy tư vấn cho khách hàng hơn, hoặc là chúng ta sẽ đặt được nhiều bộ ghế chờ cho khách hàng hơn, hoặc là chúng ta sẽ tăng cái không gian trải nghiệm để khách hàng. Thì đó là một cái điểm mà lợi ích mà giải pháp của chúng tôi mang lại. Và giải pháp của chúng tôi cũng như cái tên gọi của nó là quản lý từ xa. Chính vì vậy cho nên nó sẽ tăng cái hiệu quả quản lý cho các bạn. Các bạn không cần phải là đi đến từng cái màn hình để chỉnh sửa nội dung, nó sẽ rất là mất thời gian, nó không có đồng bộ, nó không có chuyên nghiệp, và đôi lúc thì
Không phải là chúng ta không không làm mà chúng ta không có thời gian để làm trong những cái thời gian ví dụ như căn bản ví dụ như là lãi suất đi, lãi suất bây giờ là ở trên hội sở đưa xuống là à có sự thay đổi về lãi suất. Thế nhưng mà giao dịch viên thì đang rất là bận, họ không có họ phải tiếp khách hàng, họ không có thời gian để update cập nhật lên cái bảng lãi suất mới nhất. Thì như vậy thì khách hàng sẽ không có biết được cái lãi suất tức thời là như thế nào, vân vân và vân vân, thì nó sẽ rất là không có chuyên nghiệp đúng không ạ? Thì thay vì như vậy thì chúng ta với cái giải pháp này chúng ta sẽ up từ xa, chúng ta sẽ quản lý được những cái nội dung đó. Về như thế thì nó sẽ giúp cho là giảm tải được công việc của nhân viên rất là nhiều để cho họ tập trung vào cái chuyên môn của họ là họ phục vụ khách hàng tốt hơn. Thay vì cái việc là họ phải lăn tăn là à, mình phải dành mấy phút đó để mình up lên nội dung mới chẳng hạn. Và đặc biệt hơn nữa là với cái hệ thống mà hàng nghìn chi nhánh, hàng nghìn phòng giao dịch, thì cái phần mà update nội dung này nó phải đồng bộ với nhau thì nó mới tạo ra cái sự chuyên nghiệp, xây dựng cái được cái thương hiệu chuyên nghiệp. Chứ nếu như là cái chỗ này update nội dung trước, chỗ này update nội dung sau thì thật sự là nó không có chuyên nghiệp hóa, vân vân đúng không ạ? Chính vì vậy cho nên là giải pháp của chúng tôi sẽ giúp cho quý ngân hàng có thể tăng được cái hiệu quả quản lý và sẽ kiểm soát được những nội dung đó một cách dễ dàng hơn, tránh xảy ra những cái lỗi mà chúng ta không mong muốn. Và cái lợi ích tiếp theo đó là về truyền thông nội bộ. Tôi biết được rằng là truyền thông nội bộ thì với doanh nghiệp nào cũng rất là quan trọng, và đặc biệt là đối với cái hệ thống tài chính như chúng ta thì sẽ càng ngày càng quan trọng hơn. Bởi vì là tôi cũng được biết là một ngày thì chúng ta sẽ có rất là nhiều cái nội dung cần truyền tải đến cho nhân viên của mình, không chỉ những là nội bộ chi nhánh truyền tải với nhau mà cũng như là hội sở truyền tải về chi nhánh vân vân và vân vân. Thì nhân viên hàng ngày sẽ phải có nhu cầu, phải họ sẽ phải có cập nhật rất là nhiều thông tin. Thì qua cái giải pháp của chúng tôi cũng sẽ giúp ta rút ngắn cái phần mà chúng ta truyền tải thông tin nội bộ đến cho nhân viên, chúng ta sẽ dễ dàng truyền tải hơn các cái thông tin đó, và sẽ giúp cho nhân viên có thể dễ dàng cập nhật được những chính sách mới nhất của ngân hàng đưa ra, hoặc là chúng ta sẽ thực hiện cho những cái chính sách như là khen thưởng, là động viên nhân viên nè, sẽ là hiệu quả hơn và sẽ tạo dựng nên một cái môi trường làm việc nó chuyên nghiệp hơn, giúp cho nhân viên thích thú làm việc hơn rất là nhiều. Và cái lợi ích mà tiếp theo mà giải pháp của chúng tôi mang lại đó là nâng cao thương hiệu ạ. Vâng, khi mà chúng ta đã thực hiện tốt cái quá trình marketing của chúng ta thực hiện tốt cái quá trình hoạt động chăm sóc khách hàng của chúng ta, chúng ta thực hiện tốt cái truyền thông nội bộ của chúng ta, thì chắc chắn rằng cái thương hiệu ngân hàng của chúng ta sẽ được nâng cao hơn rất là nhiều. Và chính vì vậy cho nên là đây là một cái giải pháp mà sẽ giúp cho các anh chị có thể nâng cao được cái chất lượng dịch vụ nè, nâng cao được cái hình ảnh dịch vụ nè, nâng cao được cái hình ảnh thương hiệu của mình. Vâng, và để cho mình có thể là khai thác được hết tất cả những cái lợi ích mà giải pháp của chúng tôi mang lại, thì chúng ta sẽ sử dụng kết hợp những cái thiết bị như thế nào vào trong cái sàn giao dịch của mình, cộng với lại cái giải pháp của chúng tôi, thì chúng tôi cũng xin giới thiệu sau ạ. Đầu tiên thì đó là trước cửa ra vào ạ. Thay vì những cái bảng lãi suất bằng Mica chúng ta thay đổi hàng ngày, khi mà có lãi suất mới thì chúng ta sẽ phải lấy cái con số đó đi rồi bỏ con số khác vô, thì chúng ta sẽ thay vào những cái vị trí đó thì những cái màn hình quảng cáo đứng chẳng hạn, thì nó sẽ giúp cho chúng ta nên rất là nhiều, không những là thể hiện lãi suất mới nhất hấp dẫn nhất mà ngân hàng đang đưa ra, mà chúng ta còn sẽ dễ dàng là truyền tải đi đến khách hàng rất là nhiều các cái nội dung quảng cáo về sản phẩm dịch vụ khác nữa, hoặc là những cái lời chào chào mừng quý khách lại đến với ngân hàng chẳng hạn, hoặc là chúng ta có thể kết hợp, có nhiều ngân hàng thì bây giờ họ sẽ kết hợp với lại các hệ thống nhận diện bằng camera của họ để họ chào khách hàng VIP hoặc là những cái đối tác VIP khi đến ngân hàng.
Thì chúng ta có thể là tận dụng cái vị trí này để cho chúng ta sử dụng các cái thiết bị màn hình cộng với giải pháp của chúng tôi để làm nâng cao cái hiệu quả của nó. Và đặc biệt là đối với những cái chi nhánh ngân hàng mà có những cái trụ sở đặt tại những cái tòa nhà, thì cái hình thức này nó sẽ tăng hiệu quả hơn nữa, bởi vì là ở những cái tòa nhà thì sẽ có lưu lượng người đi lại mà họ lại đi bộ nữa. Họ đi lại rất là chậm thì họ sẽ có thời gian để nhìn vào những cái mẫu quảng cáo đó, thì cái điều đó là sẽ rất là tốt ạ. À. Và khu vực thứ hai mà chúng ta có thể đặt đó là khu vực lễ tân ạ. À. Vâng, thì ngân hàng nào khi mà vô sàn giao dịch thì mọi sẽ vẫn có là khu vực cửa ra vào, khu vực lễ tân. Và tôi cũng muốn nói thêm là ở khu vực cửa ra vào ạ, à, chúng ta cũng có thể là kết hợp với những cái kiosk để cho chúng ta sẽ thực hiện cái chương trình là lấy số tự động, mà hiện nay thì có nhiều ngân hàng cũng đã bắt đầu sử dụng rồi ạ. Lấy số tự động, thì sẽ khách hàng sẽ lấy số ở trên đó thì nó sẽ tiết kiệm được thời gian cho khách hàng rất là nhiều. Và ở khu vực lễ tân thì mình có thể bố trí những cái gì ạ? Mình có thể bố trí những cái màn hình nó có kích thước lớn hơn như những màn hình treo tường, hoặc là thậm chí là ở những cái sàn giao dịch lớn thì mình cũng có thể là bố trí những cái màn hình video wall để mình giới thiệu hình ảnh thương hiệu của ngân hàng mình đến cho khách hàng. Nó giống như là một cái định vị thương hiệu vậy. Khi mà bạn bước vào ngân hàng đó thì bạn sẽ thấy được như vậy. Thì khi mà khách hàng mà đi đi đến nhiều cái phòng giao dịch y chang như vậy thì chắc chắn rằng ở trong đầu của họ họ sẽ có một cái định vị thương hiệu về cái ngân hàng đó, nó là như vậy như vậy. Thì đây chúng ta hãy tận dụng những cái vị trí này để cho chúng ta trình chiếu cho khách hàng những cái video hấp dẫn nhất, giới thiệu về ngân hàng chẳng hạn, để cho khách tăng cái sự định vị của khách hàng hơn. Vâng, và khu vực tiếp theo đó là khu vực sảnh chờ. Chúng ở khu vực sảnh chờ này thì chúng ta sẽ có vô số cái giải pháp, vô số cái cách để chúng ta trưng bày những cái màn hình để cho chúng ta dễ dàng có thể khéo léo kết hợp để phục vụ cho khách hàng. Bởi vì cái khu vực sảnh chờ này thì khách hàng sẽ ngồi đó và khách hàng sẽ có rất là nhiều cái nhu cầu để trải nghiệm. Vì vậy cho nên là chúng ta sẽ có thể là sử dụng màn hình quảng cáo hoặc là sử dụng những cái màn hình, đặc biệt là những cái màn hình tốt nhỏ để ở trên bàn để cho chúng ta dễ dàng cho khách hàng trải nghiệm nè. Hoặc là khách hàng có thể là vừa ngồi đó vừa tìm hiểu thông tin sản phẩm, vừa đăng ký những cái form sản phẩm, hoặc là vừa 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 ngồi và vừa xem thử cái thông báo số thứ tự của mình là tới đâu rồi, mình là số bao nhiêu và họ đang phục vụ số bao nhiêu và bao giờ là tới được mình, hoặc là nhiều nhiều cái trải nghiệm khác tại ngay chỗ cái khu vực chờ này, thì tùy vào cái nhu cầu thực tế đấy, tại cái sảnh mà khi mà đi vào thực tế thì chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể là chúng ta nên sử dụng những cái giải pháp, những cái thiết bị nào cộng với những cái giải pháp nào để gia tăng cái sự trải nghiệm khách hàng tại cái khu vực đó. Vâng, và ở khu vực này thì chúng ta cũng có thể là khéo léo kết hợp những cái màn hình tốt nhỏ để trên bàn để chúng ta làm một cái thao tác là chúng ta tìm hiểu thông tin khách hàng ạ, à, xem thử là khách hàng có thấy là hài lòng khi mà đến giao dịch với ngân hàng hay không, hoặc khách hàng có những cái ý kiến đóng góp gì để xây dựng phục vụ dịch vụ khách hàng hay không, thì chúng ta sẽ vẫn có thể làm được ở những cái khu vực này. Và khu vực tiếp theo vô cùng quan trọng đối với một sản dịch theo tôi là như vậy, đó là khu vực tư vấn ạ. Bởi vì bây giờ thì tôi vào những cái ngân hàng thì tôi hay thấy rằng là ban đầu là khách hàng sẽ vào lấy số thứ tự, sau đó là sẽ có nhân viên tư vấn ra hỏi là chị muốn sử dụng dịch vụ gì, rồi sau đó hướng dẫn mình tới cái quầy chờ, hoặc là nếu như mình muốn tìm hiểu sản phẩm thì họ sẽ đưa vào trong một cái khu là khu khu vực tư vấn để họ tư vấn cái sản phẩm đó, để mình hiểu rõ hơn sản phẩm đó, để mình tham gia vào sản phẩm đó chẳng hạn. Thì tại cái khu vực tư vấn này chúng ta cũng hãy trang bị những cái thiết bị cộng với cái giải pháp của chúng tôi để có thể là giúp cho khách trình chiếu những cái mẫu quảng cáo về sản phẩm một cách rõ ràng, một cách cụ thể, một cách chính xác nhất cho khách hàng, nó như là một cái công cụ để hỗ trợ cho nhân viên tư vấn tăng cái sự thuyết phục khách hàng sử dụng cái sản phẩm hơn. Hoặc là chúng ta cũng có thể là
kết hợp những cái màn hình tết nhỏ để trên bàn như lúc nãy tôi đã nói, để giúp cho khách hàng là đăng ký những cái form mẫu một cách dễ dàng hơn. Vì thao tác trên những cái màn hình mà nó quá lớn thì khách hàng nhiều khi cũng không thích, nhưng mà chúng ta thao tác trên những cái màn hình nó vừa phải thì khách hàng sẽ rất là thích. Và đây cũng là một cái khu vực mà các nhân viên tư vấn hay bán chéo các cái sản phẩm mà ngân hàng của mình đang có. Vậy cho nên là hoặc là vậy cho nên là đây sẽ là một cái khu vực, nếu mà chúng ta biết ngõ kết hợp các cái thiết bị vào khu vực này thì nó sẽ tăng cái doanh thu từ việc bán chéo các sản phẩm khác. Và khu vực tiếp theo mà chúng ta hay thấy trong ngân hàng đó là khu vực quầy giao dịch. Tại cái khu vực quầy giao dịch thì chúng ta cũng có thể là sử dụng những cái thiết bị màn hình để nhỏ thôi, hoặc là chúng thiết bị màn hình treo tường chẳng hạn, để coi như là giúp phát lại những cái chương trình nổi bật đang có tại ngân hàng của chúng ta, để cho giao viên có thể là dễ dàng một lần nữa tư vấn cho khách hàng, là tư vấn lần này là tư vấn cụ thể luôn. Ví dụ như là ví dụ như ở ở quầy bạn tư vấn thì bạn tư vấn chỉ nói là bây giờ thì bên ngân hàng đang có những cái gói lãi suất như vậy như vậy, nhưng mà khi mà tới quầy giao dịch viên thì nhiều khi khách hàng lại có cái nhu cầu là muốn tính chính xác cho tôi là tôi sẽ được nhận bao nhiêu tiền. Thì ở đây mình nếu chúng ta kết hợp những cái màn hình này thì cũng sẽ hỗ trợ rất là nhiều, và những cái màn hình này cũng có thể là để cái nhiệm vụ là thông báo cái lượng khách hàng tiếp theo cần để phục vụ, hoặc là sau này thì sẽ là gửi lời chào đến cho khách hàng khi mà khách hàng kết thúc dịch vụ, hoặc là cho khách kèm theo một cái là nhấn vào cái chất lượng dịch vụ của ngân hàng, đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng, thì chúng ta đều cũng có thể là trang bị những cái thiết bị nó phù hợp ở ở gần cái vị trí này để chúng ta thực hiện những cái chương trình đó. Và đối với những cái tôi biết thì hiện tại thì có rất là nhiều các cái quầy phòng giao dịch được đặt tại trong những cái building rất là đẹp. Vâng, vậy thì ở đây chúng ta sẽ phát sinh ra những cái vị trí mà chúng ta có thể đặt những cái thiết bị, đó là vị trí lối đi vào trong cái phòng giao dịch này, hoặc là vị trí thang máy. Đây là những cái vị trí mà khách hàng sẽ rất là chú ý nhìn vào, cho nên là chúng ta sẽ khéo léo đặt những cái thiết bị màn hình ở đây để cho khách hàng có thể là dễ dàng thu hút những mẫu quảng cáo của chúng ta. Hoặc là chúng ta sẽ đặt ở cái vị trí đó là tại các cái trạm ATM. Vâng, và đối với những cái trạm ATM mà đặt tại các cái tòa nhà thì đây cũng là một cái vị trí rất là đẹp, để cho rất là nhiều người người ta đi ngang qua, người ta thấy những cái màu quảng cáo của mình. Thì tại sao chúng ta lại không đặt ở những cái vị trí này để làm gia tăng cái khả năng tiếp cận khách hàng của chúng ta. Vâng. Và cái vị trí mà tôi nghĩ rằng thực ra cái vị trí này á, có nhiều người thì họ lại không cho rằng nó một vị trí quan trọng để đặt, nhưng mà đối với tôi thì tôi nghĩ rằng là đây cũng là một cái vị trí quan trọng, bởi vì cái nhu cầu đi vệ sinh hay cái gì đó là một nhu cầu bình thường đối với khách. Vậy cho nên là tại sao thì chúng ta không khéo léo đặt một hai cái màn hình nhỏ vào những cái vị trí này, thì khách hàng sẽ cảm thấy rằng là bởi vì đôi khi ở ngoài họ sẽ bận và họ sẽ không có thời gian để họ chú ý đến cái mẫu quảng cáo chẳng hạn, thì chúng ta sẽ khéo léo lồng ghép vào ở những cái vị trí này, tuy nó nhỏ thôi nhưng mà đôi lúc thì nó cũng sẽ rất là hiệu quả. Và cái lợi ích mà lúc nãy tôi có đề cập tới đó là lợi ích về truyền thông nội bộ dành cho nhân viên. Thì ở đây á cái lợi ích đó nó rất là quan trọng, và cho nên giải pháp của chúng tôi thì chúng tôi ngoài cái truyền thông đến cho khách hàng thì nó còn có tác dụng là truyền thông nội bộ, cho nên là những cái màn hình mà đặt ở tại các cái sàn giao dịch này, ở những cái vị trí mà nhân viên họ họ hay lui tới để họ xem những bản tin nội bộ, thì chúng ta hãy nên đặt những cái màn hình này để cho nhân viên có thể là dễ dàng theo dõi và cập nhật những cái thông tin cần thiết để cho phục vụ cho cái quá trình mà công việc của mình, công tác của mình sẽ được tốt hơn.
Vâng, và ở cái tất cả những cái này á, lúc nãy tôi có nói là cái giải pháp của chúng tôi nó có một cái chức năng rất là đặc biệt, đó là chức năng chuyển đổi quảng cáo theo đối tượng mà người tiêu dùng xem. Chính vì vậy cho nên là ở tại những cái vị trí, tất cả những cái vị trí mà tôi đã trình bày ở trước tới nay thì nó cũng đều có mang lại cho khách hàng một cái trải nghiệm, đó là khách hàng sẽ tùy vào cái độ tuổi, tùy vào cái giới tính mà chúng ta mà mẫu những mẫu quảng cáo nó sẽ chuyển đổi liên tục để cho nó tiếp cận với khách hàng một cách dễ dàng hơn, nên các bạn cứ yên tâm về về cái phần này đó. Và các cái loại màn hình quảng cáo mà chúng ta có thể sử dụng cho ngân hàng thì sẽ gồm có những cái loại màn hình nào? Đầu tiên thì có thể kể đến là tivi. Cái giải pháp của chúng tôi có thể kết hợp được với những cái tivi sẵn có của quý ngân hàng khi mà quý ngân hàng đã trang bị rồi, mà thì nó sẽ vẫn tích hợp được bình thường để biến cái tivi đó thành một cái màn hình quảng cáo, nên là quý ngân hàng cứ yên tâm. Và nếu mà chúng ta đang mới bắt đầu để chúng ta triển khai những cái sàn giao dịch hiện đại thì chúng ta sẽ hãy sử dụng những cái màn hình mà nó chuyên dụng hơn, ví dụ như màn hình quảng cáo đứng chẳng hạn, hoặc là màn hình quảng cáo đứng thì có rất là nhiều kích thước là từ 43 inch cho 32 inch, 43 inch cho tới những cái màn hình kích thước lớn hơn như họ 65 inch. Và ở đây thì chúng tôi cũng có rất là nhiều loại màn hình kết hợp với những cái kệ catalog ở phía dưới để cho mọi người có thể là dễ dàng sử dụng, tận dụng, vừa vừa là màn hình quảng cáo, vừa là nơi mà để các cái form mẫu thông tin cho khách hàng điền vân, và cũng có những cái loại màn hình quảng cáo ở ngoài trời. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng những cái màn hình treo tường để tiết kiệm được không gian hơn, hoặc là sẽ cảm khách hàng sẽ cảm thấy là mới lạ hơn đối với những màn hình này. Chúng ta cũng có thể sử dụng những cái màn hình dài, thì màn hình thiết bị của chúng tôi mang lại thì nó có rất là nhiều cái kiểu dáng, nhiều hình thức tùy vào cái decor thiết kế của từng ngân hàng, từng cái sảnh giao dịch mà chúng ta sẽ sử dụng những cái loại màn hình nó phù hợp. Và đối với như lúc nãy tôi nói á, để mình tăng cái định vị thương hiệu của mình thì tại sao ở những cái sàn giao dịch mà lớn sang trọng thì chúng ta sẽ không sử dụng video wall đúng không ạ? Chúng ta nên sử dụng những cái video wall để cho nó tạo cái tính sang trọng hơn. Video wall thì nó cũng có rất là nhiều loại, nó có thể là bình thường hoặc là ghép nghệ thuật. Và những màn hình LED chẳng hạn, những màn hình LED thì tôi thấy rằng là mọi người hay sử dụng rất là nhiều, và đặc biệt là đối với những cái trụ sở ngân hàng mà có tại những cái địa điểm vị trí đẹp, lưu thông qua lại rất là nhiều thì sao chúng ta không sử dụng cái màn hình này để cho là một cái kênh quảng cáo hiệu quả đúng không ạ? Hoặc là những cái dòng màn hình cảm ứng, thì màn hình cảm ứng thì cũng có rất là nhiều dòng màn hình, và như lúc nãy tôi có đề cập tới thì chúng ta sẽ sử dụng những cái dòng màn hình cảm ứng nhỏ để đặt trên bàn để giúp cho khách hàng dễ dàng tương tác, tìm hiểu sản phẩm, trải nghiệm sản phẩm, và cũng như là có thể là đánh giá dịch vụ của khách ngân hàng. Vâng, và các sản phẩm mà cao cấp nhất của phần cảm ứng thì có thể là gọi là bàn cảm ứng. Chúng ta vừa làm cái bàn tiếp khách, cái bàn này thì chúng ta cũng có thể đặt ở những cái chỗ bàn tư vấn, thay vì những cái bàn tư vấn bình thường thì chúng ta sẽ đặt những cái bàn này, thì nhân viên tư vấn vừa có thể là show hình ảnh lên cho khách hàng xem, vừa là một cái bàn uống nước bình thường, bởi vì bàn cảm ứng của chúng tôi thì nó có chế độ là chống thấm nước cho nên khách hàng cứ yên tâm. Vâng. Vậy sơ đồ hoạt động của cái giải pháp này của chúng tôi thì như thế nào ạ? Nó cũng vô cùng đơn giản thôi ạ, nó không có gì phức tạp cả. Chúng ta sẽ kết nối với nhau bằng mạng internet, thì đối với ngân hàng là chúng ta sẽ dùng mạng nội bộ đúng không ạ? Chúng ta sẽ kết nối lại với nhau, và chúng ta sẽ chỉ cần là có một nhân viên ở cái vị trí là máy chủ để mình điều khiển, để mình cấp nhất nội dung, để mình truyền tải nội dung đến cho từng cái màn hình, có thể là màn hình tivi hoặc là những cái màn hình chuyên dụng mà chúng tôi đã vừa đề cập ở trên, thì cái hệ thống của chúng tôi nó cũng đơn giản như vậy thôi, thì nó sẽ hoạt động theo cái đó, chúng ta có thể điều khiển được tất cả các màn hình từ xa. Vâng, và sau đây thì tôi cũng xin mời bạn kỹ thuật ở bên tôi sẽ cho các anh chị thấy được những cái trải nghiệm thực tế của giải pháp này đối với TV có sẵn là như thế nào, và xem thử là cái sơ đồ hoạt động của nó đơn giản như vậy thì cái phần mà update nội dung nó có đơn giản hay không nha. Vâng, xin mời bạn kỹ thuật ạ. Vâng, xin cảm ơn phần trình bày rất là cụ thể và hấp dẫn của chị Trân. Và ngay sau đây thì em sẽ xin phép giới thiệu luôn cho các anh chị có thể thấy được là
Trong trường hợp mà ngân hàng của chúng ta đã có sẵn TV rồi thì cần những cái thiết bị gì để có thể sử dụng cái giải pháp này của công ty truyền thông Tường Việt? Dạ vâng, thì như các anh chị có thể thấy ở trên màn hình ở đây thì chúng ta cần những thiết bị như sau. Thứ nhất là một cái TV, hẳn là một cái TV đã có sẵn, trong trường hợp đã có sẵn TV nhá. Thứ hai đó là một cái Android box có cài sẵn tích hợp phần mềm Digital Signage. Thứ ba là chúng ta cần một sợi dây tín hiệu, một sợi dây dây tôi dùng là dây HDMI để có thể kết nối tín hiệu giữa cục Android box này đến với cái TV. Và về phần công cụ chúng ta đã có đủ, vậy thì chúng ta cần thêm gì nữa? Như chị Trân đã giới thiệu thì chúng ta cần thêm một đường truyền internet, có thể như là wifi, có thể là mạng LAN 3G hoặc 4G đều được, để có thể quản lý nội dung từ xa như chị Trân đã giới thiệu lúc ban đầu. Và thêm nữa chúng ta cần phải có một cái máy tính văn phòng cấu hình cơ bản thôi để điều khiển tất cả nội dung, để quản lý tất cả nội dung một chỗ, để một click chuột thôi là chúng ta có thể gửi tất cả nội dung đến tất cả các màn hình ở tất cả các phòng giao dịch trên cả nước ạ. Và ngay sau đây thì không để anh chị chờ lâu nữa, tôi sẽ giới thiệu cho anh chị cách mà chúng ta có thể tạo được một cái nội dung ở trên phần mềm Digital Signage nó như thế nào, nó có khó không, nó có cần phải chuyên nghiệp, nó có cần phải là một designer hay không. Thì ngay sau đây anh chị hãy cùng theo chân tôi để tìm hiểu xem cái cách thức để tạo một nội dung là như thế nào. Vâng, thì như các anh chị thấy ở trên màn hình đây, đây chính là cái giao diện chính khi chúng ta tạo một nội dung mới. Và để các anh chị có thể dễ hình dung hơn thì tôi sẽ dùng một cái hình ảnh đã chia sẵn các layout, các bố cục ở trên màn hình rồi. Thì để các anh chị có thể dễ hình dung là chúng ta sẽ đặt hình ảnh ở chỗ nào, sẽ đặt video ở chỗ nào, các dòng chữ chạy như thế nào. Thì đây là cái bố cục mà tôi đã tạo sẵn. Và công việc tiếp theo của chúng ta thì rất là đơn giản thôi ạ. Chúng ta chỉ cần chọn các hình ảnh, kéo và thả chúng vào những cái layout, những cái ô mà chúng ta đã chia sẵn cho nó phù hợp. Vậy là đã xong rồi. Vâng, ở đây tôi có một cái slideshow. Slideshow là những cái hình ảnh chuyển động. Tôi sử dụng 5 hình để có thể slideshow ở trên này. Rồi đây sẽ là một cái background có sẵn logo của một ngân hàng, là một đối tác của công ty truyền thông Tùng Việt đã và đang sử dụng rất nhiều các sản phẩm của công ty truyền thông Tùng Việt trong thời điểm hiện nay. Rồi một hình ảnh nữa đây, như các anh chị có thể thấy rất là trực quan và sinh động đúng không ạ? Đây là bảng quy đổi ngoại tệ, tất cả ngân hàng chúng ta đều cần những thông tin này để có thể update real time cho khách đúng người đúng thời điểm. Rồi thêm nữa một chương trình quảng cáo, một mẫu quảng cáo, một nội dung quảng cáo rất hấp dẫn, rất đẹp mắt để đưa đến với tất cả các khách hàng của mình. Chúng ta cần một cái video, video ngắn gọn thôi để làm gì ạ? Thì các anh chị hãy nhớ giúp tôi là thường những hình ảnh động nó sẽ luôn luôn bắt mắt hơn rất là nhiều so với những hình ảnh tĩnh. Nó sẽ tạo được những cái sự thu hút của khách hàng. Vâng, và cơ bản thì chúng ta đã có xong một cái bố cục. Bây giờ tôi sẽ chọn một dòng chữ, chạy một dòng chữ để chúng ta có thể hiển thị những cái thông tin ở trên này. Rồi chúng ta có thể chọn phông chữ này, chọn màu sắc, in đậm lên, tốc độ chạy chữ là nhanh hay là chậm. Và vẫn rất là đơn giản thôi ạ. Chúng ta chỉ cần kéo và thả, đặt vào mục, đặt vào chỗ trống là xong rồi. Vâng, vậy là tôi đã hoàn thành xong một cái mẫu thiết kế, một cái content, một cái nội dung bao gồm rất là nhiều những cái video, những cái hình ảnh, những cái thông tin quan trọng mà chúng ta có thể gửi đến khách hàng.
Rất là nhanh đúng không quý anh chị? Chỉ có trong vòng 1 phút 30 giây thôi tôi đã hoàn thành nó. Một tay ngang như tôi cũng có thể hoàn thành nó. Vậy thì bây giờ các anh chị hãy cùng tôi xem thử cái cách thức của chúng ta đưa cái nội dung này đến với màn hình đang được hiển thị trực tiếp ở ngân hàng nó như thế nào nhé. Rồi chúng ta bấm lưu lại. Và ngay sau đây dùng sẽ hiện lên một cái bảng để chúng ta có thể public, để có thể update những cái nội dung này đến với cái màn hình đang đọc. Và đến với bước phê duyệt cuối cùng, Approve this content. Và các anh chị có thể thấy ở trên đây sẽ có một cái thanh tiến trình, nó sẽ chạy từ 1 cho đến 100%, và khi nào cái thanh này đã chạy xong 100%, tức là cái nội dung của chúng ta đã được đưa đến màn hình và rất nhanh gọn, phụ thuộc vào tốc độ mạng của mình. Thì cái nội dung này đã được update tới cái màn hình của mình rồi. Và ngay sau đây các anh chị hãy cùng theo chân tôi để chúng ta có thể xem thử xem cái màn hình chúng tôi đang đặt trực tiếp ở ngân hàng nó sẽ hiển thị như thế nào anh chị nhé. Hình như các anh chị thấy đúng đúng không ạ? Vâng, và rất là nhanh thôi. Cái nội dung mà tôi vừa thực hiện xong nó đã hiển thị lên trên đây rồi. Rất đẹp, rất chuyên nghiệp và rất nhanh chóng. Đúng là quản lý nội dung từ xa. Một con át chủ bài trong cái thời kỳ chuyển đổi số dành cho tất cả những cái hệ thống ngân hàng ở trên cả nước. Và ngay sau đây thì tôi sẽ nhường lời lại cho chị Trân để chị Trân có thể giới thiệu với quý anh chị những cái case study, những cái trường hợp, những khách hàng thực tế mà công ty truyền thông Tùng Việt đã đang thực hiện thực tế như thế nào các anh chị nhé. Và xin mời chị Trân ạ. À, vâng, xin cảm ơn bạn kỹ thuật về cái phần chia sẻ về cái cách trải nghiệm thực tế của giải pháp của chúng tôi đối với màn hình TV như thế nào ạ? À, vâng, và trong thời gian qua thì bởi vì cái giải pháp của chúng tôi nó rất là đơn giản nhưng mà mang lại hiệu quả rất vô cùng lớn, cho nên là chúng tôi cũng rất là vui vì mình đã được sự đón nhận của rất là nhiều công ty lớn trong nhiều ngành nghề khác nhau sử dụng các cái sản phẩm và các cái dịch vụ mà chúng tôi đã cung cấp cho khách hàng. Và đối với ngành ngân hàng thì chúng tôi cũng có rất là nhiều hàng, nhưng mà vì điều hôm nay thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ đến cho các anh chị về những cái màn hình mà chúng tôi đã cung cấp cho ngân hàng ạ. À, đầu tiên thì có thể nói đó là những cái màn hình mà quảng cáo treo tường, chúng ta có thể đặt ở cái vị trí là sảnh đúng không ạ, hoặc là cầu thang máy để cho các anh chị có thể là dễ dàng mà mình tìm hiểu về thông tin sản phẩm cũng như là các bạn nhân viên bạn có thể xem được cái lịch làm việc nội bộ của bạn như thế nào. Chúng ta sẽ đảm bảo được là về cái truyền thông khách hàng hoặc là truyền thông nội bộ đều là rất là tốt đến vì vậy cho nên là giải pháp của chúng tôi là mới được nhiều ngân hàng họ tin dùng như vậy. Hoặc là chúng ta cũng có thể là sử dụng những cái màn hình quảng cáo đứng để cho chúng ta đặt ở các vị trí này, thì như tôi đã nói rồi ạ, tùy vào các cái sảnh ngân hàng như thế nào mà chúng tôi sẽ có cái sự tư vấn để đặt những cái màn hình nó hợp lý nhất để mang lại cái hiệu quả tối ưu nhất đến cho quý anh chị ạ. Thì quý anh chị có thể thấy rằng ở hai cái màn hình này nó có sự khác nhau đúng không ạ? Đây là một cái màn hình treo tường thôi, cho nên là cái về cái phần logo của ngân hàng thì họ sẽ cũng không cần là phải in cái logo lên, sơn sơn cái logo lên trên màn hình. Nhưng mà đối với những cái màn hình quảng cáo đứng thì về cái phần ở phía dưới thì nhiều ngân hàng họ sẽ rất là cần về cái việc là tông màu của màn hình quảng cáo nè, hoặc là chúng ta họ có nhu cầu là in logo lên trên trực tiếp trên màn hình luôn để cho nó sẽ tiệt tông với lại cái thương hiệu của họ, thì bên công ty Tùng Việt chúng tôi vẫn làm được hết tất cả những điều đó ạ. Và tôi cũng xin nói lại là cái chữ Vietcombank mà các anh chị thấy á, nó không phải là dán decal lên đâu ạ, mà chúng tôi đã sơn trực tiếp vào ở trong cái màn hình này, và cả về màu sắc nữa. Các anh chị thấy rằng cái màu truyền thống của màn hình quảng cáo sẽ là màu đen đúng không ạ, nhưng mà chúng tôi có thể chuyển thành màu màu xanh, màu thương hiệu của Vietcombank luôn. Thì điều đó có thể nói được rằng là những sản phẩm của chúng tôi không phải là những sản phẩm mà cơ bán rộng rãi trên thị trường, mà đây là những sản phẩm mà chúng tôi có thể decor được cái sản phẩm của chúng tôi theo cái yêu cầu của khách hàng luôn, cho nên là các anh chị cứ yên tâm về cái phần này.
Vâng, và bởi vì là chúng tôi đã hoạt động trong ngành nghề này rất là nhiều năm rồi, cho nên là rất hiểu khách hàng. Chính vì vậy cho nên những sản phẩm của chúng tôi thì chúng tôi rất là quan tâm, chúng tôi rất là chú ý từng cái khâu chi tiết nhỏ về chất lượng của màn hình, của sản phẩm như thế nào, hoặc là decor theo cái ý của khách hàng để cho khách hàng cảm thấy là thoải mái nhất khi mà sử dụng sản phẩm của chúng tôi. Và chúng tôi tự hào rằng mình là một trong những cái đơn vị chuyên ngành trong cái lĩnh vực này tại Việt Nam, vậy cho và luôn luôn cập nhật những cái xu thế mới trên thế giới để phục vụ khách hàng. Và với kinh nghiệm 16 năm như vậy cho nên là đội ngũ thi công, đội ngũ kỹ thuật cũng như là đội ngũ nhân viên về tư vấn, về nhân viên sale, về nhân viên chăm sóc khách hàng của chúng tôi cũng đã đào tạo rất là chuyên nghiệp và các bạn có tay nghề rất là cao trong cái việc là phục vụ khách hàng và chăm sóc khách hàng, chăm sóc trước bán hàng và sau bán hàng. Vậy cho nên là các anh chị cứ yên tâm khi mà mình sử dụng sản phẩm của chúng tôi, chứ không phải là chúng tôi là những nhà chỉ có cung cấp sản phẩm mà không quan tâm tới cái việc là bảo hành vận hành sản phẩm như thế nào. Vâng, và tôi rất là vui khi ngày hôm nay có cơ hội được ngồi đây để chia sẻ đến các anh chị những cái lợi ích của giải pháp quản lý nội dung muốn chọn từ xa 4.0 của chúng tôi mang lại cho ngành lĩnh vực ngân hàng tài chính là như thế nào. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng trong thời gian tới thì mình sẽ có nhiều cơ hội hơn để mình cộng tác với lại quý anh chị ngân hàng ở đây, để mình có thể là tuần việc có thể là góp một phần nhỏ công sức của mình để giúp cho các cái sảnh giao dịch, các cái sàn giao dịch của ngân hàng của quý anh chị sẽ trở nên là hơn, sang trọng hơn, và xứng đáng là một trong những sảnh giao dịch được khách hàng yêu mến nhất. Vâng, xin kính chào và hẹn gặp lại các anh chị ở những cái chương trình livestream tiếp theo. Và tiếp tiếp theo thì công ty của chúng tôi cũng có tổ chức rất là nhiều buổi livestream để giới thiệu về phần mềm này, phục vụ cho rất là nhiều ngành nghề khác nhau. Vâng, và xin kính mời các anh chị là mình theo dõi những cái livestream sau của chúng tôi nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại ạ.